Năm nay rầy dữ lắm. Ông xịt gì chưa? Xịt cái này nè. Ruộng ai cũng rầy quá trời. Mà sao ruộng anh không có con nào hết vậy? Xịt cái này nè. Thuốc trừ rầy thế hệ mới TTLS 70 VKG. Rầy chết nhanh, ngăn bọc phát, không nóng lúa. TTLS quét sạch rầy. Tân Thành cho năng suất xanh.